Con Thảo ở ngoài nó cười sặc máu. Con Thảo ở ngoài tôi không nhớ là đang cầm cốc nước hay nó đang làm gì, nó cười phụt mẹ. Buồn cười đấy, chịu được. Đã tự tin hơn rất nhiều. Tốt nếu như có thể được farm trở lại. Trong khi đó thì Huy Hoàng đã tự tin hơn rất nhiều. Đu đu và sao lại sao lại thế nhỉ? Anh ta đang lo ngại là đồng đội của đối phương ở đấy chăng, nhưng mà thật cười. Xem quả này, xem quả này, xem mãi vẫn buồn cười. Hi, xin chào các bạn, Tùng đang xây lại kênh YouTube từ những con số 0. Các bạn ấn vào đăng ký để ủng hộ Tùng Hoàng Minh nhá. Còn bây giờ quay trở lại với video thôi. Huy Hoàng comment bảo là đơ màn hình à? Thật ra là cũng xin thưa với các bạn, đấy là mấy lần tôi đi đánh ở studio, đặc biệt là hôm vừa rồi đi đánh với Nguyễn Đình Vũ, tôi cũng phải công nhận với các bạn, đấy là đánh máy của studio không quen. Đặc biệt cá nhân tôi đánh máy của studio lúc nào tôi cũng ấn nhầm vào cái nút thuộc tính ấy các bạn. Cứ đánh máy của studio là tôi ấn nhầm vào cái nút thuộc tính. Thì quả này ơ quê. Rồi chấp nhận nha, chấp nhận là quả này là cái này không phải là Huy Hoàng lỗi mà đây là do máy lỗi nha. Ok chấp nhận. Nhưng mà AOI thì Huy Hoàng nhiều lắm. Thật ra là quả này tại sao ông ấy lại phải dùng chiêu 1 nhỉ anh em nhỉ? Quả này ông ấy thả di chuyển ra được mà. Kiểu nếu như mà nói là ấy thì tôi cũng đéo hợp lý lắm. Quả này sao lại dùng chiêu 1? Chiêu 1 quả này bạn ấy còn làm gì đã hồi hay sao ấy? Quả này bạn ấy chỉ cần thả tay ra thôi được mà. Thôi được, chấp nhận lý do giải thích của Huy Hoàng là lỗi máy nha. Bởi vì thật sự luôn là tôi cũng đã từng bị lỗi máy nên tôi thông cảm. Nhưng mà quả xoay compa này thì nói gì nói chứ mẹ, nó vẫn là đi vào lịch sử. Mặc dù là có là lỗi máy chẳng nữa thì nó vẫn buồn cười. Nói gì nói nó vẫn buồn cười. Ui. Quả này là kiểu, quả này tôi đoán là trong đầu ông ấy bị kiểu bị nghĩ nhiều ấy. Trong đầu ông ấy bị nghĩ nhiều ấy. Ông ấy nghĩ là mẹ đằng sau thằng này rất là nhiều người thế nào ấy. Thật ra tôi nó không còn có cái con mẹ gì chơi game luôn. Fan FL bơm đây, quả này đố giải thích được, đố Huy Hoàng giải thích được quả này. Kim cương á mặt cười. Ừ, cảm ơn bạn, thank you bạn. Đố các bạn giải thích được quả này. Quả này chỉ có thể là overthinking thôi, chứ quả này đừng có nói là máy lỗi ấn nhạy thế. Hay là máy ấn tiến nó lại thành lùi. Trong khi đó thì Huy Hoàng đã tự tin hơn rất nhiều. Quả này thật sự chạm nhẹ vào người phát đứt mẹ đâu. Không có một cái gì để chơi game đa tuần luôn. Chạm nhẹ vào người là đứt đầu. Mà nhẽ ra là nhìn là quả này phải là quả xử lý hay nha, bởi vì tại sao? Cầu máu đến từ bên chỗ Erin vẫn là rất tốt nếu như có thể được farm trở lại. Trong khi đó thì Huy Hoàng không, thật ra quả này vẫn đéo hay lắm. Thật ra quả này cào tiếp anh em ạ, quả này không cần phải giật long diệt. Quả này cần gì phải long diệt anh em? Nguyễn Xuân Quang bơm tùng mõm 10.000 thể lực. Over gì hả A Ngáo đấy? Team kia phải lộ sai đến 3 nanogram em. Ồ, team kia lại còn lộ sai nữa nhỉ. Team kia lại còn lộ sai ở mid này, lộ sai ba người, lộ sai một mình thằng rừng không lộ sai luôn này. Quả này còn không cần phải long diệt nữa luôn đấy. À không, bạn ấy bị đá trúng, không phải là đá trượt. Thế thì quả này long diệt cũng được. Quả này đá không phải là đá trượt. Quả này đá trúng thật. Này sao bạn ấy còn kiểu như kiểu bạn ấy còn tiêu cái nội tại trắng để bạn ấy lấy cái nội tại vàng nhá. Quả này nó vô lý thật sự. Quả này một là overthinking, hai là em bấm nhầm thật. Hai là em ấn nhầm thật. Các bạn cho các bạn nghe lại cái đoạn bình luận này. Tôi với thằng Huy buồn cười nếu chịu được. Con Thảo ở ngoài nó cười sặc máu. Con Thảo ở ngoài tôi không nhớ là đang cầm cốc nước hay nó đang làm gì. Nó cười phụt mẹ. Buồn cười đấy, chịu được. Đã tự tin hơn rất nhiều. Tốt nếu như có thể được farm trở lại. Trong khi đó thì Huy Hoàng đã tự tin hơn rất nhiều. Đu đu và sao lại thế nhở? Anh ta đang lo ngại là đồng đội của đối phương ở đấy chăng, nhưng mà thật buồn cười. Xem quả này, xem quả này, xem mãi vẫn buồn cười. Ấy à, mà sao mà một trận nó có mấy quả liền, một trận nó mấy quả liền đấy các bạn. Nó không dùng thương khung sao long diệt 600 máu á, thì có thể là bởi vì bạn ấy đang ở dạng đại đao và đang bận chiêu ấy, thì con Yena sẽ được trừ 60% đam, nhưng mà chắc là trừ 40% đam, 45% đam hay sao nhỉ.
45% đam thì ui bách. Không, cái Long Diệp 1.300 đam thì hơi ít. Ở đấy 1.300 đam, Long Diệp có 1.300 đam rồi các bạn. Thế thì đúng rồi, thế chỉ có đơn giản là dạn đại đao thôi. Đây là các bạn nhìn này, đây là các bạn nhìn này, Long Diệt của bạn này không có nanh, chỉ có 1.300 đam thôi. Đây này, Long Diệt của bạn này không có nanh đâu, và nó chỉ có 1.380 đam thôi. Thế thì đúng rồi, trừ đi 45% đam thì nó còn hơn 600, thì cũng là điều cũng có thể chấp nhận được anh em. Bây giờ bạn ấy mới là 1.380 thì lúc nãy bạn ấy rơi vào tầm khoảng 1.300 chẳng hạn, thì trừ 45% đam thì nó còn khoảng hơn 600 là đúng rồi. Nhưng mà đúng là ừ đấy, hay là ví dụ như kiểu bạn ấy lao vào ấy, xong rồi bạn ấy dùng hết chiêu rồi, bởi vì bạn ấy đu nốt rồi, xong rồi chiêu một cũng nốt rồi, xong rồi vồ vào đối phương băng xương lại, xong rồi đối phương bật thương khung lên, đối phương đổi dạng song đao combo phát chết luôn, thì hay là mình lại trách oan, mà bạn ấy lại đang hay mà mình lại thành trách nhầm nhỉ. Flash quả này ăn đòn đau nặng tiền luôn. Flash quả định end game ở đường trên này phải mất tầm, thằng B là cũng mất đâu đó tầm vài nghìn tiền, thằng này cũng mất tiền, thằng này cũng mất tiền. Ui thế thì quả này tính là cân tiền nhá. Tính ra lúc này Flash với lại cả bên phía bốc chỉ cân tiền thôi. Flash mất nhiều tiền của này vãi. Các bạn nhìn đồ của thằng B có còn cái gì nữa đâu. Thằng B cầm 9.300 tiền còn cái gì nữa đâu, còn cái thương long với lại cả cái nanh Fenry hết. Thằng Huy Hoàng cái giáp hộ mệnh dùng rồi nên là cũng không còn nội tại, còn chưa có giày, mà chưa đủ 4 món. Ngoại trừ thằng chọc thì xanh nứt đố đổ vách, còn lại anh em nghèo kiết xác luôn, ba thằng bán đồ nghèo kiết xác luôn. Anh Hoàng trượt quả này vô cùng đáng trách luôn, đây là cơ hội để thắng của bốc trận này. Anh Hoàng quả này đáng trách. Ôi Hoàng ơi, Hoàng quả này hơi đáng trách anh ạ. Nhưng mà bốc thời này bị kiểu yếu đi ở cái quả này rồi. Mấy cái trận vừa qua chúng ta chưa được xem mấy cái quả này. Mấy cái quả này ngày xưa bốc làm hay. Mấy cái quả này ngày xưa bốc làm hay nè. Nhưng mà bốc phiên bản này làm không hay được. Bốc phiên bản này làm chưa hay được. Mấy cái quả này phải để thằng Gray với cả thằng Kuga các thứ, có thêm thằng Tama khép góc nữa. Mấy cái quả này là mấy quả là đôi khi là chơi được nè. Liều một tí là chơi được nè. Wonder là trừng trị xe ra ngon hơn so với lại cả Aoi đó. Anh chọc, anh chọc dã cho quả combo đầu đấy. Buồn cười quả này. Các bạn nhìn con Seja này nhá. Có nhiều ông bảo là có thế thôi mà cũng phải hỏi, nhưng không phải đâu các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn con Seja này nhá. Bây giờ các bạn nhìn con Seja này từ cái điểm này nhá. Đây này, từ tôi vẽ cho các bạn cái vòng con Seja đã. Tốc độ đây. Quả này để 0.25 đi. Đây nhá, tôi vẽ cho các bạn cái vòng con Seja này. Các bạn nhìn này. Nó chỉ đến đây thôi các bạn nhá. Nó chỉ đến đây thôi này. Đấy, các bạn nhìn này. Thằng Đa Tuấn là không liên quan đến vòng con Seja đâu các bạn nhá. Và cái vòng con Seja đây này các bạn nhìn này, nó ở đây này, cái vòng ở chỗ này đoạn này này. Nên là ở đây cũng không liên quan đến vòng con Seja các bạn nhá. Đây này. Cái vòng đây này, cái chân vòng đây này, cái chân vòng ở đây này. Cái chân vòng nó ở đây này. Đấy, cái vòng con Seja đấy. Và thằng ở đây là không liên quan đến con Seja nhá. Thằng ở đây cũng không liên quan đến con Seja nhá. Thằng ở đây cũng không liên quan đến con Seja nhá. Vòng nó ở đây này. Ở lát là đội tuyển thú vị. Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Phong trào bơm tùm mõm 8.000 thể lực. Đến đây là không ai ở trong vòng này. Lúc này bắt đầu từ đây sẽ không còn thằng nào ở trong vòng nữa này. Thế bây giờ các bạn thử giải thích cho tôi xem tại sao con Seja này nó không chạy cái thanh trắng. Tại sao con Seja này không chạy cái thanh trắng? Tại sao có những lúc cái vạch nó chạy rất nhanh? Cái vạch kiên nhẫn có lúc, những lúc mẹ rời mắt nó giả phạt nó chạy rất nhanh. Nhưng có những lúc nó đéo chạy.
này, trai động mẹ nó, đây này, đây này, đến bây giờ nó bắt đầu chạy này. Các bạn thấy không? Tôi khẳng định với các bạn nhá, có rất nhiều lần nó như thế này nhá. Đây các bạn nhìn này. Thế thằng Tama nó mới đứng ở đây. Đấy các bạn, lúc nãy tôi đã bảo các bạn nhá, cái vòng nó ở đây này. Cái vòng nó ở đây này. Cái vòng nó ở đây này. Thế thằng Tama nó mới đi vào đến đây. Thế cái lý do gì để cái vòng nó quay lại? Cái vòng tự nhiên cái vòng quay lại. Này nha, có những lúc nha, tôi nói thật với các bạn luôn, có những lúc các bạn hoàn toàn thấy con Seiza nó hồi phục rất nhanh luôn. Tama quả này còn chưa đi vào tầm đánh của nó luôn. Mà kể cả nha, có những lúc nha, nó đã hồi phục rồi nha, các bạn đi vào tầm đánh của nó vẫn hồi máu. Các bạn đi vào tầm đánh của con Seiza, nhưng con Seiza đang hồi phục rồi, các bạn chưa đam lại nó thì nó vẫn hồi máu tiếp. Đây, nói thật với các bạn, có nhiều lúc nó như thế. Tôi có nói là vì con Seiza nó sẽ có cái thời gian nó cao đao cú đánh của nó, và trong cái khoảng thời gian cao đao cú đánh của nó, mà đến lúc nó cao đao lại cú đánh mà vẫn có người ở cái nhịp mà nó có thể đánh được thì nó sẽ không hồi máu nữa. Nhưng thực sự là đôi khi mình cảm giác là kiểu mọi thứ nó không thực sự kiểu chính xác 100% ở hang Seiza đâu. Bởi vì tôi cũng đã trải qua rất nhiều ở hang Seiza nên tôi có cảm tưởng là đôi khi mọi thứ nó không chính xác tuyệt đối ở hang Seiza đâu. Nó rất là buồn cười. Để tí nữa sẽ có một cái tình huống là con Seiza nó sẽ hồi rất nhanh. Mà thật sự luôn là đôi khi nó hơi bị khó hiểu một tí nhá các bạn. Mà các bạn nhìn nhá, thằng Tama nó, quả này Tama không hề có ý định giữ con Seiza này một tí nào. Tama bị kiểu bị bất ngờ ấy, kiểu bị cái con Seiza bị điên là mày hồi máu mẹ hộ bố mày cái. Tức là lúc đấy Tama sẽ luôn kiểu như kiểu trong đầu là mày hồi máu đi, mày hồi máu mẹ mày đi. Mày bị điên à? Chứ không phải là bạn ấy định giữ đâu. Đấy, sao bạn đi vào để bạn trách xem tại sao nó không hồi phục. Thì đến lúc lại thấy nó mà nó còn nguyên máu này thì lại phải lấy nội tại. Kiểu ông ấy cũng khổ ấy. Đôi khi ông ấy cũng khổ ấy. Lúc sau thì ông phải đi vào để ông lấy nội tại. Ông đéo hiểu tại sao nó không hồi máu nữa. Xong rồi các bạn nhìn này, đây là cái khoảng thời gian này này. Các bạn nhìn thấy không? Thằng Tama bảo quả này thu chạy mẹ hẳn ra luôn. Thằng Tama sau quả lấy nội tại này nha các bạn nhá. Thì nó bảo là thôi chạy mẹ ra đi. Chạy hẳn ra đi. Thì thằng Zuta đi đến đây phát là con Seiza lại không hồi máu tiếp. Tôi thề với các bạn luôn, mẹ nó vừa có cái sự tình cờ mà nó lại vừa có cái sự, nó tôi nghĩ là có một chút may mắn nào đấy về cái sự tình cờ, là kiểu những cái nhịp giữ Seiza lại được thay nhau giữ. Bởi mà nó rất là buồn cười là kiểu thằng Zuta nó đéo đi vào hang Seiza các bạn ạ, chỉ là con Seiza tìm được mục tiêu tiếp để nó đánh thôi. Mà tôi nghĩ là cái mục tiêu tiếp để nó đánh này, nó tìm cũng là đúng thời điểm, thời gian thì nó tìm được thấy thằng Zutan. Chứ nó mà tìm thấy sớm hơn ấy, là nó đang hồi máu rồi nhá, thì thằng Zutan đi đến đây nó vẫn hồi máu tiếp. Còn tôi khẳng định với các bạn nha, có những quả tôi thấy con Seiza nó với người đánh rất xa. Ví dụ nha, có những quả nha, đi ra đến tận đây rồi con Seiza nó vẫn đánh vào người. Thật, có những lần nha, con Seiza đi ra đến đây ấy, nó cũng vẫn đánh vào người mình. Tí nữa trong trận này có một quả nó hồi máu nhanh nha các bạn xem. Nó liên quan cả đến nhịp đánh của con Seiza nữa cơ. Rất là bựa. Nó kiểu trường bơm tùng mõm. Tức là tôi nghĩ là nếu như mà nói về khoa học logic thì chắc là có thể có thật. Có tướng nó đang chịu nội tại thì nó không hồi là đúng rồi mà. Nhưng cái vấn đề là tại sao nó đi ra đến tận ngoài đấy mà nó vẫn trừ giáp thằng Tama. Trong khi các bạn biết rồi, có những quả ở trong hang Seiza đúng không, các bạn chỉ cần dùng con Nakrod, các bạn chỉ cần hoặc là Murad hoặc Nakrod chẳng hạn, các bạn chỉ cần lướt ra khỏi hang Seiza cái thôi, trong cái lúc nó vận chiều thôi là các bạn không chịu đam nó nữa luôn. Mà cái một lần lướt của con Murad thôi hoặc là con Nakrod thôi là đủ để lướt ra khỏi cái vòng của con Seiza, là không chịu đam nó nữa luôn. Bởi vì nếu như pha thi đấu này mà sau khi bắt Seiza họ lùi về là họ thua. Đây là một pha giao tranh thiếu người luôn khi mà Andy còn chưa kịp tham gia. Cái quan trọng là con Seiza nó không chịu hồi máu. Thật sự là Tama rất khó hiểu với việc là con Seiza nó không hồi máu, tôi khẳng định. Và con Seiza này không bao giờ hồi máu. Còn cái này ấy, nếu như mà giải thích khoa học nhất ấy, đấy là một chút may mắn là cứ cái đúng cái lúc mà con Seiza nó chuẩn bị hồi máu ấy thì lại có một thằng đi vào đấy để ăn đam của con Seiza nên con Seiza nó không hồi máu. Tức là đúng là cái vòng tròn đánh của con Seiza là đánh thường ấy, nó cao hơn so với cái vòng tròn đánh kia. Và cứ ở trong cái vòng tròn đấy mà con Seiza nó tìm được, tức là ở trong cái nhịp mà nó đánh ấy,
mà nó tìm được người thì nó không hồi máu. Còn nếu như ví dụ như mà cái nhịp đánh thường ấy, mà không phải nhịp đánh thường ấy, là nó sẽ hồi máu. Thì mình nếu không, nếu mà giải thích về khoa học thì tôi nghĩ là có một cái cách đấy để giải thích về khoa học thôi. Cái giảm tốc đánh thì tôi không chắc lắm, chắc là không. Phải pha này không nhỉ? Đấy. Nào bây giờ thằng nào giải thích cho tao nào. Đây, tôi đã bảo rồi là có những quả nó hồi, thật sự nó hồi bị kiểu bị dở hơi ấy. Con dở xả, con dở hơi. Con đi. Con này con đi. Đây, bây giờ giải thích đi. Đang đánh nha, đang đàm nha. Con Sê-ra vừa cào xong nha. Thấy nha. Đây nha, vạch kiên nhẫn này. Này, vạch kiên nhẫn này. Vừa đi ra cái. Vừa đi ra được. Nó cứ thế nó hồi. Thằng này nó vừa đi ra xong. Đây, thằng này nó còn vừa đi ra xong. Này, đây nha. Đây các bạn nhìn nha. 21:15 thằng này bắt đầu đi ra. 21:16 nó hồi rồi. Vạch kiên nhẫn còn nguyên. Đây các thánh. Trước đây tôi đã bảo là các con sẽ ra này. Nói gì thì nói, nó vẫn có một cái độ bựa nhân. Thế cái vạch kiên nhẫn này để làm gì? Lại còn trên nửa máu với dưới nửa máu. Thế cái vạch kiên nhẫn nó để làm gì? Thế tại sao mà có cái vạch kiên nhẫn? Tại sao nó sinh ra cái vạch gọi là vạch kiên nhẫn? Dưới nửa máu mới bắt đầu tính là có vạch kiên nhẫn, là còn cái vạch kiên nhẫn là trước nửa máu là nó dùng để trưng à? Thế tại sao lại gọi nó là vạch kiên nhẫn? Thế phải gọi là vạch kiên nhẫn dưới nửa máu chứ. Thì lúc nào dưới nửa máu cái vạch này mới hiện lên như thế mới đúng nhá. Cái vạch trắng à? Thế tôi hỏi các ông, cái vạch kiên nhẫn này để làm gì nào? Thế thì nó phải hiện lúc nó dưới nửa máu nó mới hiện cái vạch kiên nhẫn lên chứ. Nói chung nó thế các bạn. Nó, con xe ra này nó có độ ảo nhất định. Tôi xin thưa với các bạn là như thế. Nó có độ ảo nhất định mà chúng ta để nghiên cứu sâu hơn chúng ta phải tìm hiểu từ cái code của cái con xe ra này. Tức là ông nào viết cái code cho con xe ra này. Là ví dụ như if là khi nào nó sẽ thế này thì nó sẽ hồi máu. Khi nào nó sẽ thế này nó sẽ không hồi máu. Khi nào nó thế này. Cộng điều kiện này và điều kiện này vào nó sẽ hồi máu. Cộng điều kiện này và điều kiện này vào nó không hồi máu chẳng hạn. Thì mình phải nhìn được cái code đấy thì mình mới biết được hết được cái vấn đề. Còn thật sự luôn giải thích nó đều rất là kiểu, nó rất là khiên cưỡng các bạn hiểu không? Đây nha. Một con tự nhiên lại bảo rằng là dưới 50% máu. Dưới 50% máu có một cái cơ chế. Đấy là cái thời điểm mà con sẽ ra còn khoảng 2 vạch máu. Thì nó sẽ có một phát là quả hất tung. Thì cái đấy thì con nào cũng có. Con sẽ ra nào cũng có. Thì cái đấy tôi biết. Còn lại thật sự luôn là cái con xe ra này nó thật sự luôn. Đây này các bạn nhìn này. Vừa đấy rồi, đây 24 này. Nó còn đang lượn vào này. 24 nó còn đang lượn vào nhá. 215 nó bắt đầu đi ra cái. Thì đến 216. Đây. Chưa 216. Xong a cứ vào test có ở hang con cây sẽ ca hồi máu, e nghĩ là do lỗi game. Thế thì tức đấy là do lỗi game, còn tất cả các lời giải thích là phi lý hết. Đấy là do bug, là có người là hang xe ra nó sẽ không hồi máu. Chứ còn nói thật được các bạn nhìn này, chưa đến 2:16 nó đang hồi máu rồi. Tức là vừa mới đi ra khỏi hang xe ra chưa được nửa giây nó đã hồi máu rồi các bạn. Còn chưa nổi một giây, nó đã hồi máu rồi. Đấy, nói thật với các bạn luôn. Còn nếu như nói về dưới nửa máu thì nó mới khác ấy. Thì cái vạch này đến dưới nửa máu mới được hiện thì mới đúng. Chứ cái vạch kiên nhẫn này nó có mặt ở đây từ cái lúc này mà nó lại giải thích như thế là tôi đéo đúng. Không đúng anh em ơi, không hợp lý ấy. Thế mẹ tự nhiên thấy nó hồi mẹ hết máu à. Cho nên là có nhiều ông cứ bảo hiểu game với không hiểu game. Thật ra là khi mà mình bình nhiều ấy, mình gặp nhiều trường hợp nó quái hết thai ngâm dấm lắm. Mình gặp rất là nhiều trường hợp mà kiểu như kiểu cái tốc độ hồi máu của con xe ra mỗi lần nó lại khác nhau. Thế nên là mình tìm không hết được cái lý do để mình giải thích được đấy các bạn. Cũng có thể là bởi vì tại hôm nay là tháng cô hồn chẳng hạn, con xe ra nó sở trứng. Cũng có thể, maybe. Để tiếp tục chiếm được thế chủ động của hãng xe ra. Khi mà họ đã lấy được tốc biến đến từ phía chiều bè. Yutan vẫn đang ngắm, rất kỹ. Vẫn đang ngắm nghía Sơn Bách, check sai bằng một cú kim quang. Ăn được này, Nhưng tốc độ ăn không phải là quá nhanh. Nhưng mà căng nha. Này, dưới nửa máu này. Tama sẽ lao ra chẳng? Không. Thế cái vạch kiên nhẫn này dưới nửa máu, chúng mày giải thích tiếp mà bảo. Mấy cái thằng bảo là
là dưới nửa máu thì cơ chế nó khác. Cái vạch kiên nhẫn mày giải thích tiếp tao bảo. Sao khó chịu thế nhở? Đâu, các thể loại mẹ vạch kiên nhẫn đâu rồi? Kiên nhẫn bây giờ không kiên nhẫn đâu rồi? Thế đây là trên nửa máu hay dưới nửa máu? Đây là trên nửa máu hay dưới nửa máu? Đây nha, tao chưa nói nha, đây nha, mà nhìn này. Thế cái thằng Bách đứng ở đây là xa hay gần? Cái vạch dùng chiêu của con... Cái vạch dùng chiêu của con xe ra. Cái vạch dùng chiêu của con xe ra nó đã ở tầm này rồi. Thế thằng Bách đứng đây là xa hay gần? Thế tại sao nó hồi? Ô bây giờ lại 70%. Bảy cái thằng bố chúng mày. Chúng mày thật sự một lũ. Một lũ bẩn bựa. Cái vạch kiên nhẫn nó có suy chuyển thế nào không? Cái vạch kiên nhẫn của nó có suy chuyển thế nào không? Thằng Zuta nó đứng ở đây này. Cái vạch kiên nhẫn của nó có suy chuyển thế nào không? Cho nên đã bảo với các bạn bao nhiêu lần rồi, cái con xe ra nó con bị điên. Lính ở trên cao họ phải lui về ngay. Con Seja nó bị điên. Ít nhất nó chạy cho tôi cái vạch. Ít nhất nó chạy cho tôi cái vạch kiên nhẫn, các bạn hiểu không? Ít nhất nó chạy cho tôi cái vạch kiên nhẫn trước khi nó hồi. Tùng mõm 10.000 thể lực. Mấy thằng dev game bên Timmy dev game như CC, từ lỗi con tí nhị đến lỗi con Seniel và vân vân, nên con Caesar có lỗi cũng chả bất ngờ lắm. Làm ăn như CC chỉ focus mỗi bắp tướng để NPH bán skin thôi. Vậy. Làm game không có tâm. Không, bởi vì các bạn phải hình dung này, nó sẽ có rất nhiều dòng code để nó tạo nên cái AI xử lý của con Seja, các bạn hiểu không? Nó sẽ có rất nhiều dòng code để tạo nên một cái AI xử lý của con Seja. Và khi đó thì những cái code nó đè lên nhau ấy, nó sẽ sinh ra những cái trường hợp nó hơi cháy khoáy. Các bạn hiểu không? Tức là có nhiều cái thứ nó sẽ bị quyện vào nhau và nó làm ra một cái trường hợp, có một vài những cái trường hợp nó sẽ hơi cháy khoáy một tí mà chúng ta không giải thích được, thật sự là như vậy. Ví dụ như là khi mà con Seja dùng chiêu này thì nó sẽ không hồi máu chẳng hạn. Còn khi con Seja dùng chiêu kia thì nó sẽ hồi máu chẳng hạn. Có thể là như thế nhá. Đấy là tôi nói là có thể. Mà thực tế thì không hề có thông tin về cái điều đấy xảy ra các bạn nhá. Không, thực tế không hề có thông tin về cái điều đó cho chúng ta đâu nhá. Nhưng nó có thể là như thế. Tức là nếu nó dùng chiêu này thì nó hồi máu, còn dùng chiêu kia thì không hồi máu. Mất đi chiêu cuối để bỏ chạy. Seja được dồn rất nhanh. Wow! Andy bay vào một cú cứu tạm bốc hơi. Nhưng vẫn có Seja thì Flash vẫn có lợi. Nhưng mà có bắt đường không? Chưa bắt đường. Huy Hoàng sẽ về kịp. Nhanh quá con lính kìa. Con lính có đánh kìa. Huy Hoàng sẽ về kịp. Rất đau. Và bây giờ là một thế mà Flash phải ép. Flash phải tận dụng được thế ép này. 34 giây nữa Zuta xuất hiện và họ phải ép lên. Làm thế nào đây? Làm thế nào cho Bắc Gaming đây? Hay do sách chi hồn à? Sách chi hồn đấy cả. Nghe cũng hợp lý nhỉ? Nghe quả do sách chi hồn nghe hợp lý. Thôi anh em ơi. Thôi, thật sự nghiên cứu con Seja này mẹ đến đêm mai 1 giờ bố rồi anh em ơi. Vì con Seja này mất mẹ 15 phút rồi anh em ơi. Mệt vừa lời. Mệt lắm. Thôi hứa với anh em điều này. Hứa với anh em là đến hôm chung kết quốc gia 27 tháng 10 tôi sẽ có một cái clip phỏng vấn Khoa. Là Khoa có biết hết cơ chế hồi máu của con Seja hay không? Khoa có giải thích hết được những pha này tại sao nó lại hồi máu và tại sao không hồi máu hay không? Nếu như Khoa giải thích được ấy, thì tôi sẽ nghe thử xem nó có hợp lý hay không. Nếu như mà Khoa giải thích được hợp lý ấy, tức là bạn ấy có những cái lý luận hay hơn mình. Bởi bạn ấy là sinh viên khoa luật mà biết đâu bạn sẽ giải thích được. Quan trọng là bạn ấy giải thích xong mình phải lấy hợp lý, các bạn hiểu không? Mình phải lấy hợp lý á. Chứ còn giải thích mà xong mình thấy không hợp lý thì cũng không quan tâm. Và sau đó quay trở lại đường giữa, họ muốn đi ngang sông. Nếu chung kết không có Khoa là sao? Nhưng lần này thì bên phía của FPT sẽ chơi họ đủ người rồi. Hỏi khó thế trả lời đéo được. Nếu mà có Tama thì hỏi Tama là Tama hiểu chưa? Tại sao quả đấy nó lại không hiểu máu, không hồi máu, em hiểu chưa? Hay bây giờ em vẫn chưa hiểu, em vẫn sốt như anh? Nếu mà không có cả Tama nữa thì thôi thì đéo hỏi nữa. Chúng mày
chúng mày bắt bẻ nhau thế nhỉ. Hai con xe đối nhau nha, khả năng cao vẫn mất một đường đến từ bên phía của Bóc. Flash tham vọng 3 đường. Bắt bẻ nhau ấy. Bạn chết lính này, lính khỏe lắm, lính khỏe lắm. Nói thật với các bạn luôn, con Caesar bạo chúa bây giờ đã ăn được rồi thì thật sự luôn nó là ác mộng. Con Caesar bạo chúa đã ăn được mà đẩy được đến nhà thì thật sự nó là ác mộng. Nó vừa khỏe vừa trâu mà nó vừa không thể nào mà suy xuyển gì anh em. Không suy xuyển gì luôn. Các bạn nhìn con Caesar này, đây tôi cho các bạn xem này. Đầu tiên phải nói là các bạn nhìn này, đánh mãi không thấy nó chết. Tôi đề nghị giảm 20% cái lượng máu của con Caesar này. Thôi 10% cũng được, giảm 10% thôi. Giảm 10% lượng máu của con Caesar này. Để nó vang vào trụ này, các bạn nhìn xem, đánh cái này, đánh gãy ngứa nữa. Các bạn nhìn này, con Wonder này trừng chịu nha. Con Wonder trừng chịu con Caesar nha, các bạn nhìn con Wonder này. Đánh cái này sao bảo vệ được trụ anh em. Này các bạn nhìn nhá, đây các bạn nhìn nhá. Con Wonder này, con Wonder này, con Caesar chạm trụ này. Con Caesar bắn choáng vào trụ này. Các bạn nhìn con Wonder nó đánh con Caesar này nhá. Để các bạn thấy được cái độ bất lực của con Wonder khi với con Caesar này. Không thể cản phá. Này. Đánh này. Trừng trị này. Đánh 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 này. Bất lực thật. Một là nó chỉ bắn trụ không bắn người. Một là nó chỉ bắn trụ không bắn người. Hai là nó quá trâu. Đánh thế thì mẹ. Con Wonder con lết game vãi lồng. Con Wonder là con lết game vãi lồng. Con đỡ thế mẹ được. Wonder là con luôn luôn đánh full dam. Tốc chạy của nó thì cao, máu của nó thì trâu, bắn trụ thì đau, lại còn đếch bắn người. Tuyệt vời nào đó giấu tên bơm tùng mõm 20.000 thể lực. Chúc SGP cứ 3, không đều đều. Vớ vẩn. SGP đừng 30 nữa. Tôi nói thật với các bạn là chia sẻ thật là đi bình luận bây giờ ấy mà thấy kiểu thế trận Snowball ấy thì thấy kiểu cảm giác kiểu khó bật lắm các bạn. Tất nhiên là sẽ có những trận bật được nhưng mà nó ít ấy. Cái tần suất của nó bây giờ chắc giảm khoảng 2/3. Ngày xưa nếu như mà kiểu như kiểu là số trận bật được có phải rơi vào tầm khoảng 50% các bạn, hơn 50% luôn ấy. Là những cái đội tuyển đánh yếu đầu game nhưng mà họ lựa chọn đội hình cuối game mạnh hơn ấy thì hơn 50% số trận đấy là họ sẽ ăn được cuối game. Thì bây giờ cứ đội tuyển nào mà pick mà đầu game ăn được thì chắc phải tầm khoảng 70-80% là sẽ ăn luôn cái game. Chứ còn trường hợp bật được chỉ có 20% thôi. 20-25% thôi, bật được á. Số trận bật được nó chỉ 20-25% thôi. Các bạn thấy Bốc bị lúng túng luôn mà không biết làm gì. Mấy con Caesar nó trâu quá, bị lúng túng luôn mà không biết là phải đép như nào á. Họ bị lúng túng luôn mà. Này, như quả này chẳng hạn mà ví dụ đối phương lao vào đánh nhà chẳng hạn là bạn họ thua rồi ấy. Nên họ bị lúng túng luôn, nó không biết phải làm như nào à. Rồi. Khó vậy. Ba đường nhưng Bê phải nắm lại chăng? Không có cú bắn nào của Hoàng Tân đây cả bán. Bê hết sạch. Ui. Bất lực với lều ấy thề. Một pha lao vào mất toàn bộ đồ bảo. Đánh cảm giác bất lực với lều. Các bạn phải biết nhá. Các bạn phải biết này, quả này là Bốc sau khi mất con Caesar là họ đã ăn được một mạng. Và họ đã đẩy lính cao được một khoảng thời gian rất dài. Đây các bạn, tôi cho các bạn tôi rep lại cho các bạn quả này các bạn nhìn nhá. Đây nhá. Các bạn phải xem này, là Bốc đã nỗ lực như thế nào trước cái con Caesar này rồi mà không thể được ấy các bạn. Không thể được, tôi nghĩ là trừ khi các bạn đánh John dùng các thứ bay ra các bạn đép được. Chứ các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá. Đây nhá, từ thời điểm con Caesar mất này. Đây này. Đây nhá, con Caesar mất này. Là Flash ăn được cái mạng của Timmy của Zutan 51 giây. Các bạn nhìn này, 51 giây ăn được cái mạng của con Timmy này. Xong nó đép cao nhá. Xong nó đứng cao đép nhá. Xong nó chủ động ăn con Caesar ở mid này nhá. Xong nó xuống dưới ăn hai con Caesar đường dưới rồi nhá. Đánh cực kỳ cố gắng, cực kỳ nỗ lực về việc ăn Caesar ở đó các bạn. Nó cực kỳ nỗ lực cho cái việc ăn hết, dọn hết Caesar rồi và nó hơn người rồi.
mà đánh thế nó vẫn mất ba đường, nó vẫn không thể nào đỡ được một đường nào cả. Cảm giác kiểu bị lú vãi lìn, cảm giác kiểu mẹ kiểu sức người có hạn vãi lìn anh em, người kiểu đéo quan trọng, lính mới quan trọng ấy. Các bạn thấy không, tức là kiểu như kiểu là gần như là lính nó là quan trọng, tức là sau phút hai mấy này thì thật sự luôn là các bạn đã có xe ra rồi thì người đéo quan trọng lắm các bạn ạ, tức là lính nó kinh hơn người. Thì tôi cũng nói với các bạn rồi, cái lý do tại sao mà lại như thế, bởi vì ấy các bạn phải hiểu này, game diễn ra càng lâu thì người chơi càng chơi được ít game và người ta càng ít chơi game. Thế nên game sẽ phải làm cho người chơi yêu thích việc chơi game hơn bằng việc đó là trận đấu nó cũng phải kết thúc nhanh hơn. Một trong những lý do khiến cho con League of Mobile này trở nên thành một cái con game nhiều người chơi nhất, nó cũng là bởi vì một phần là bởi vì cái trận đấu nó diễn ra nhanh và nó dễ chịu. Thế nhưng mà thực sự nếu như chúng ta xem giải ấy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là như thế này thật sự luôn, kiểu mọi thứ nó là vô ích ấy các bạn. Đôi khi mình cảm thấy cái đội bên dép nhà nó hơi bị vô ích ấy. Bất nổi hay không? Bất nổi hay không? Tama còn là khá khỏe. Có ai đó hỗ trợ. Nó bị kiểu vô ích cho cái đội dép nhà. Con Seiza còn lại cả nó quá khỏe. Người gần nhất là Andy cũng chẳng thể làm điều gì cả. Nếu như họ muốn có thể tách trụ. Phải đánh ra. Ok kìa, ok kìa. Ok kìa, đánh được trụ kìa. Be bất liềm rồi. Be bắt sao rồi vậy? Ba đường nhưng Be phải nằm lại chăng? Tôi đánh giá cao cái tên lính ba đường siêu cấp thì nó phải khỏe khỏe một chút thật. Nhưng mà cái việc mà ăn xe ra xong kiểu như kiểu con xe ra nó cũng kiểu nhiều quyền năng hắc ám vãi trưởng. Con xe ra chúa là nhiều quyền năng hắc ám vãi, choáng trụ này, kháng hiệu ứng này, không quan tâm đến mục tiêu khác chỉ đánh trụ này. Xong kiểu nó khỏe mắc binh. Và chúng ta cùng chờ xem là họ sẽ làm thế nào. Thứ 25 rồi, lính sẽ rất khỏe. Vẫn gỡ được không? Đấy các bạn, anh em biết rồi, xem giải ấy, các bạn thấy này, những cái trận mà các bạn xem giải ấy, sau phút 15 ấy, giải đánh cực kỳ là ấy luôn các bạn. Giải đánh cực kỳ là nhiều người xem. Tại sao người ta thích xem late game? Cái giai đoạn late game nó rất là thú vị. Nhưng mà thế này thì cái giai đoạn late game sẽ không nhiều lắm các bạn, nó sẽ vừa phải. Tỷ lệ những cái trận sau phút 15 chắc là một bo 5 chẳng hạn, thì 1-2 trận không? Không phải là nhiều trận quá. Cho đến khi các đội tuyển tìm được một cái thế cân bằng hơn hoặc là game chỉnh sửa. Đợt này nó tăng tốc độ lính lên kinh khủng lắm đấy các bạn, không phải đùa đâu các bạn. Cái đợt mà nó chưa chỉnh sửa lại ấy, cái đợt mà nó chưa chỉnh sửa lại là cái tốc độ lính tăng lên giảm xuống 10% ấy. Tôi nói thật với các bạn luôn là là lính nó chạy phi mã luôn đấy các bạn. Tốc độ chạy của lính kiểu như kiểu hầm hập. Kiểu lính nó kinh quá các bạn. Nó tác động quá mạnh đến game. Cá Minh Đức nha, thank you bạn. Ok, chúng ta đến quả cuối này. Tôi nói thật này, quả này tôi nghĩ là bốc lên liều. Thật sự là quan điểm của tôi, quả này bốc lên liều anh em ạ. Liệu có thể có một lần thành công cho bốc hay không đây? Và họ liều chăng? Liều thôi. Lính tăng cao. Không còn gì để mất nữa rồi. Có lẽ họ sẽ phải ăn cho đến khi hết máu, bởi Tama có thể gây đổ qua tường để tạo lợi thế cho toàn bộ. Đến đây rồi thì ăn mẹ đi. Đến đây rồi ấy các bạn. Tama cây đổ tốc biến qua bên này, vỗ bé chọc Xuân Bách. Đấy, cover để cho bé chọc Xuân Bách không bắn được vào tuyến sau. Sau đó thì Wonder Woman giáp tay thần kỳ thì ăn mẹ. Sống thì sống, chết thì chết. Cơ hội này trôi qua mà không ăn thì không còn cơ hội nào ăn nữa. Vì là đối phương sẽ để cho lính to khỏe này nó đứng cao này thì kiểu gì cũng thua. Quả này ăn. Quan điểm của tôi vốt quả này ăn. Vốt quả này Adonis phải quyết đoán. Nhưng mà quả này bốc thế hệ mới này chưa quyết đoán được anh em. Đến đây phải liều. Đến đây mà không liều thì đến đây không đánh được nữa. Sau quả này mà đi về cái là không bao giờ Flash nó cho ra hang xe ra nữa. Tỷ lệ ra được hang xe ra trừ khi đối phương phải sai lầm cực lớn. Tỷ lệ rất thấp. Đến đây liều mà ăn. Này, đến đây rồi mà rời khỏi hang xe ra phí. Bởi vì là quả này ấy, là các bạn thấy là Tama nó cây đổ tốc biến qua tường ấy, là bởi vì các bạn biết là bây giờ Tama tích xong nội tại mà. Thì Tama nó sẽ ra đây nó khép góc bé chọc với lại cả Xuân Bách đi. Thì bây giờ còn mỗi Huy Hoàng với cả Zutan lao vào thì có giáp tay thần kỳ là được mà. Giáp tay thần kỳ khỏe mà.
ăn bừa đi mẹ, sống chết mặc bay đi. Ăn được con Seja thì đép được nhà, không ăn được con Seja thì thôi tẽ, thì hết trận, hết game. Chứ về là hết game rồi gì nữa, về thì 90% hết game rồi gì nữa. Cơ hội này còn một cơ hội để 50-50 không, cứ cho là bốc quả này đang lỗ hơn vì đang bị trừ giáp, thì là cơ hội đang là 70-30 cho Flash đi. Ok, cơ hội ở hãng Seja coi như là 60-40 cho Flash đi. Thì ít nhất cũng còn 60%, còn 40% mà ăn. Chứ còn về phát là còn 10% luôn. Về phát là 10%. Đã đi về là còn 10%. Đến đây rồi thì là về, về thì là 10% cơ hội. Bởi vì lính nó khỏe này, các bạn nhìn này, các bạn tí, các bạn nhìn ra sao đội hãng Seja. Chưa kể đội hình của bốc dọn ra rất là khó. Tại kỹ năng thành thắng bạn tại trường trị, qua nhiều phiên bản thấy mấy tỷ cây đi rừng càng quan trọng. Đúng kiểu sau phút 15 thắng bại tại thằng rừng. Sau phút thứ 15 ngoại trừ thằng rừng nha, những thằng còn lại rất quan trọng nha. Từ lâu lắm rồi tôi thấy toàn là mấy cái thằng khác ăn Seja, không phải thằng rừng ăn mãi đâu. Thằng rừng ăn ít cực. Toàn mấy cái thằng AD hoặc là mấy thằng mid các thứ ăn, có lúc là thằng support ăn luôn. Có hôm thì thằng tốt cầm Victor vào đốt ăn. Cho nên là sau phút 15 thằng nào mà nhìn thấy con Seja có cơ hội thằng đấy cứ liều đi. Có cơ hội biết đâu được. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn Hoàng TD đép lính này, cái đội hình của Bốc Vệ Minh đép lính không nổi. Đội hình của Bốc Vệ Minh không có Terry, không có 2 AT, không có mấy con đép lính khỏe. Laurien đép lính khỏe này, Kali đép lính khỏe này, X Nid đép lính khỏe này, chứ còn mấy cái loại eo su có con Lily đép lính tạm được. Còn thật sự luôn, con eo su này bắn lính, các bạn nhìn này, này nhìn này, nó bắn lính này, này bắn lính này. Tôi đếm số viên đạn của thằng Hoàng TD cho các bạn nhá. Tôi đếm số đạn của Hoàng TD cho các bạn nhá. Để các bạn xem Hoàng bắn này, các bạn xem Hoàng bắn lính này. À, đấy là Annie giúp 1-1 rồi nhá. Một à, không chưa, đây là viên con kia đây, đấy là giúp 1-1 rồi này, xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cộng, tức là 2 quả bùm của con Lily và 12 viên của Hoàng TD con lính vẫn còn. Mặt đấy là đánh từng con lính một. Cảm giác thôi thật sự luôn đấy. Hoàng tốt nhất là thôi nghỉ mẹ đi, đánh đi. Hoàng bảo đánh thế, đánh đéo. Đánh đéo. Và đây là cơ hội để ăn xe ra khi chắc chắn là Bốc bây giờ chôn chân ở nhà rồi. Đánh như vậy, đánh thế đây, các bạn nhìn là có khổ không? Đấy, cái kết quả của cái việc không ra hang xe ra nó là như thế này đây. À, cái quả ở hang xe ra không liều. Cái quả đấy là do các thành viên mới, thế nên là đâm ra chắc là cũng vẫn còn đang kiểu không quyết đoán được quả đấy. Không chắc gì Bốc cả, nhưng mà nói chung là đội hình mới của Bốc nó hơi non và hơi thiếu quyết đoán. Các bạn thấy bây giờ đến lúc mà kiểu bây giờ ba thằng kia cứ ở nhà đép nhà. Hai thằng này lam bạt. Đấm vào đầu vô thì thế là hết rồi chứ. Mẹ 2v5 này thì bố Tama không đánh được chứ nói cho Tama. Tama bảo bố em không đép được. 2 đánh 5 mẹ cuối game. Đánh thế chịu rồi. Bé chọc cần hết rồi. Triple kill cho bé chọc và rồi. Có qua kill không? Và FPT Flash sẽ có được vị trí đầu bảng ở trong tuần khác. Kiểu không còn cơ hội để ra hang Seja nữa đâu. Cơ hội đấy là cơ hội thuận lợi nhất rồi. Vì cái lúc đấy ấy, là Be bị chết ở nhà của Flash ấy, à của nhà của Bốc ấy, nên là cơ hội đấy là cơ hội để cân lại được thế lính, là cơ hội duy nhất để ra hang Seja rồi, thì phải tận dụng thôi. Được thì được, không được thì thôi. Mà cũng hơi buồn cười đấy là có thể là vì thua nhiều các bạn. Thua nhiều nên mới bị cái rơi vào cái tình trạng này hay sao ấy. Vì các bạn biết là cái hôm trước gặp OneStar, hôm mà gặp OneStar ấy, cái quả ăn ở hang Seja ấy, tôi thấy rất là liều lĩnh và vẫn ăn. Mặc dù Han đứng ở đây, mặc dù là hôm đấy là có Han với lại cả ông nào ra ta. Có ông Han với ông Marit. Đấy, hai ông ra mà Bốc ăn là ăn. Đấy, ăn bằng xong thì thôi. Thế nhưng mà hôm nay là đấy, nhìn thấy cũng là Zutan thôi, cũng là support thôi mà không dám ăn là không dám ăn. Trong khi hôm trước là nó có Rui nhá, rõ ràng là nó có thể gọi người về để đánh nhá.
Có vẻ như thua nhiều, nó bị nhụt chí sao ấy. Đây cuối cùng ở lại đó là đã mất liệp rồi, quét sạch cho bé trong. Thua nhiều đâm ra nó bị kiểu bị cóng á. Không dám ra nữa. Thôi nói chung là bốc bây giờ là bị bốc mẹ rồi. Bây giờ bốc là phải kiểu cần thêm thời gian. Càng nhiều thời gian cho bốc càng tốt, càng nhiều kỳ chuyển nhượng cho bốc càng tốt. Bốc bây giờ là cần kỳ chuyển nhượng, cần thời gian, cần kinh nghiệm, cần những đối thủ yếu để lấy lại được cái sự tự tin. Bốc cần nhiều quá. Thương bốc, yêu bốc. Nhưng mà khổ cho bốc là mọi thứ nó bị thế. Còn lại thì thật sự là nói thật là trường hợp của Flash thì cũng thương Huy Hoàng, cũng tội Huy Hoàng, chuyển từ đường top sang thì cũng tội Huy Hoàng. Nhưng mà chắc là cũng vẫn phải xem thế nào. Khả năng cao là vẫn cần phải có quả Gray, Huy Hoàng lên cạnh tranh với Be cũng được. Nếu như mà trong trường hợp mà hôm nào Be đánh mà cảm giác thằng đấy nó đánh khỏe quá, Be bị khớp chẳng hạn, thì thay Be vào đánh. Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn điều này một chút. Đấy là cái vụ thuê slot ấy các bạn. Chắc là tôi sẽ phải chậm lại vài ngày cái vụ thuê slot, cái vụ mà kiểu xây dựng cái giáo án mới, cái nội dung mới cho các bạn ấy, thì sẽ phải lùi lại vài ngày đấy. Vì là sắp đến sinh nhật con tôi nên tôi không muốn là bị gián đoạn đấy. Hôm nay không đến trận Sài Gòn Phan Tô mà thế đến 5 giờ nghỉ hả các bạn? Nói chung nói GG ở Việt Nam thì ok không sao, nhưng nước ngoài nói từ GG mình nên nói rõ ràng để tránh dùng sai bị quê với nước ngoài. Cái từ GG thì thật ra nó, ý nghĩa của nó từ good game là để khen một game đấu hay trước khi game đấu đấy kết thúc, và thường là đội thua sẽ nói thật. Còn lại thì thật ra là bây giờ các bạn ấy dùng để nói rằng là GG tức là hết game thì nó cũng có một chút đúng. Nhưng đúng là không nên lạm dụng từ GG đấy quá thật. Bởi vì thực ra mình dịch một cái nghĩa một cách, đúng là dịch nghĩa một cách cơ bản, đúng không ạ? Mình dịch nghĩa một cách cực kỳ cơ bản thì các bạn thấy ngay. Cái từ GG nó là good game, tức là game hay, game tốt, game đáng chơi, kiểu vậy. Thì nghe cái là các bạn thấy ngay là nó rất hợp lý lắm cho những cái trận kiểu 6 phút mà lại bảo là GG thì nó cũng đúng là cũng không hợp lý lắm thật. Đúng không? Mình nói một cái từ gọi là từ good game mà kiểu như kiểu mẹ game đánh kiểu 6 phút game đéo có gì hay, tự nhiên lại good game. Hi, xin chào các bạn, Tùng đang xây lại kênh YouTube từ những con số 0. Các bạn ấn vào đăng ký để ủng hộ Tùng Họa Mi nhá. Còn bây giờ quay trở lại với video thôi.